tham gia triển lãm quốc tế thể thao và xe đạp Việt Nam 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty thương mại và dịch vụ Hoàng Thịnh Phát giới thiệu đến khách tham quan các sản phẩm xe đạp Coli và xe đạp Nesto do đơn vị phân phối độc quyền. Là thương hiệu xe đạp công nghệ Mỹ với mức giá bình dân đến tầm trung, xe đạp Coli đã nhanh chóng được thị trường ưa chuộng từ mọi lứa tuổi. Dòng xe này cũng đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng khác nhau như cho học sinh, người đi làm, dạo phố, lẫn hướng đến mục tiêu rèn luyện sức khỏe, còn với xe đạp Nesto có chất lượng đảm bảo theo tiêu chuẩn Nhật, hiện là dòng xe thu hút người tiêu dùng bởi những thiết kế mạnh mẽ, đơn giản và cao cấp.